cái rủi lại có cái may. Sau khi biết ruộng dưa của gia đình tôi bị phá nát, nhiều tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ gia đình số tiền lớn gấp nhiều lần. Cụ tôn vui vẻ cho biết. Mấy ngày qua dư luận vẫn chưa hết bức xúc trước vụ việc ruộng dưa hấu sắp đến kỳ thu hoạch của ông Phan Văn tôn sinh năm 1956 ở xã Diễn kỷ huyện Diễn Châu, Nghệ An bị năm đối tượng đập phá một cách không thương tiếc. Bao mồ hôi công sức của vợ chồng ông chăm sóc ruộng dưa hơn hai tháng nay cần đến ngày thu hoạch trở nên công cốc. May mắn cho gia đình ông Tôn, sau khi nắm bắt được sự việc, như tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình ông. 9 giờ sáng, thời tiết nắng như đổ lửa. Trên cánh đồng thôn 2, xã Diên Kỷ, hình ảnh hai vợ chồng già đang hì hục dọn những quả dưa bị đập vỡ tung tóe ra khỏi ruộng, khiến ai đi qua cũng thương xót, dáng người khắc khổ, nước da ngăm đen, chúng tôi không khó để nhận ra ông Tôn. Khác với hình ảnh, nằm sóng xoài bên ruộng dưa hấu khóc thảm thiết như ngày trước đó, hôm nay ông Tôn đã vui vẻ hơn. Đòn đả mời khách vào tròi uống nước, ông Tôn chia sẻ, ngày mùng 2 tháng 7 khoảng 11 giờ 30 do trời nắng quá, không thể ở lại tròi để trông ruộng dưa hấu được nên ông về nhà nghỉ ngơi. Khoảng 14 giờ khi quay lại, nhìn ruộng dưa hấu không dám tin vào mắt mình, hàng trăm quả dưa hấu gần đến ngày thu hoạch bị đập nát, văng tung tóe khắp ruộng. Vì sót của, công sức chăm sóc hơn 2 tháng nay giờ thành công cốc nên tôi đã cục ngã tại ruộng. Lúc đó tôi buồn lắm, chỉ biết gào khóc rồi cố gắng nhặt những quả dưa bị đập nát dưới ruộng lên để ngắm nhìn. Ông Tôn chia sẻ thêm. Ngồi cạnh chồng, bà Đặng Thị Trân, sinh năm 1954 cho biết khoảng 14 giờ 30 ngày 3 tháng 7 khi bà đang ở nhà thì thấy chồng đạp xe về. Vừa vào đến sân, ông Tôn vứt xe vào một bên tường rào rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Mất hết rồi bà ơi, công sức chúng ta coi như muối đổ biển. Lỗi là tôi không chịu khó trông dưa buổi trưa để kẻ gian phá hoại. Chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, tôi gặng hỏi ông chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông chỉ ngồi khóc rồi dơ tay chỉ về phía đường lên ruộng dưa. Sau khi nghe chồng kể lại, tôi vội vàng chạy bộ lên ruộng để kiểm tra thì thấy hàng trăm quả dưa bị đập nát. Nằm la liệt, tôi cố gắng đi xung quanh bởi ruộng một vòng nhưng càng nhìn kỹ bao nhiêu thì càng thấy sót bấy nhiêu, bà chân kể. Thấy chúng vào ruộng dưa của ông Tôn, bà Lê Thị Năng, hàng xóm cho biết, trưa ngày 3 tháng 7, khi bà đi làm đồng thì thấy ông Tôn nằm khóc bên bờ, tiến sát lại gần hỏi sự việc nhưng ông Tôn không trả lời, nhìn qua ruộng dưa bị phá nát, bà mới hiểu sự việc. Dù thời tiết nắng nóng nhưng ban ngày thì ông ấy tưới nước, chăm bón, đêm ngủ lại tròi để canh giữ. Gia đình ông bà ấy sống rất hiền lành và không có mâu thuẫn gì với ai. Nhìn cảnh ruộng dưa tan hoang mà tôi cũng không cầm được nước mắt, bà Năng bày tỏ. Được biết, ruộng dưa hấu của gia đình ông Tôn rộng hơn 500 m2, trong đó khoảng 200 m2 bị kẻ gian hái quả lấy đi và phá nát tại chỗ, hiện chỉ còn sót lại những quả dưa hấu nhỏ nằm lưa thưa trên mặt đất. Theo bà Chân, chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa là gia đình bà bắt đầu thu hoạch, dưa có cân nặng bình quân từ 5 đến 6 kg một quả, giá bán cho thương lái tại ruộng cũng được 10.000 đồng trên 1 kg. Gia đình tôi sinh được 4 người con Ba trai một gái nhưng không được lành lặn, quanh năm phải đi bệnh viện, mọi chi phí thuốc men cho con chỉ dựa vào mấy xào dưa, nhưng giờ thì không còn nữa. May mắn thay, trong lúc gia đình gặp hoạn nạn thì được cắt tấm lòng hảo tâm giúp đỡ số tiền hơn 60 triệu đồng, bà chân cho biết thêm. Sau khi xảy ra sự việc, ruộng dưa hấu chuẩn bị thu hoạch của gia đình ông Tôn bị kẻ xấu tàn phá. Anh Dũng Nguyễn Quân, quê ở Nghệ An, đã nhờ bạn bè xác minh, tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình rồi đăng bài trên mạng xã hội để kêu gọi ủng hộ giúp đỡ. Chiều ngày 4 tháng 7, sau thời gian ngắn kêu gọi, anh Dũng đã đến nhà ông Tôn để trao số tiền 52 triệu đồng mà các mạnh thường quân quyên góp ủng hộ. Anh Dũng chia sẻ, khi đến trực tiếp, anh thấy ông Tôn là người nhân hậu, hiền lành. Hoàn cảnh của lão nông này cũng rất khó khăn, dù tuổi đã cao nhưng vẫn phải nuôi thêm hai cháu nhỏ của người con gái không được bình thường. Nhiều hôm không có tiền mua sữa cho cháu, ông đành lấy nước sôi pha với đường cho cháu uống. Khi nhận được số tiền là 52 triệu đồng, ông Tôn rất xúc động và rưng rưng nước mắt. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Người đàn ông này cũng tiết lộ, toàn bộ số tiền kêu gọi từ Mạnh Thường Quân đã được trao tận tay ông Tôn. Anh hy vọng khoản hỗ trợ này sẽ giúp gia đình ông Tôn vượt qua được khó khăn ban đầu, trang trải cuộc sống. Ông Trương Sĩ Huynh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Diễn Kỷ cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Tôn rất éo le, tuy tuổi già sức yếu nhưng hàng ngày hai ông bà vẫn tần tảo ruộng vườn để nuôi con cháu. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã trực tiếp đến gia đình động viên và mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ sự việc. Những ngày qua lan truyền một video clip về hình ảnh của ông nằm giữa ruộng dưa khóc rất thảm thương, xung quanh ông là những quả dưa dập nát, khung cảnh tàn hoàng. Được biết ruộng dưa đã đến mùa thu hoạch nhưng bị kẻ gian phá hoại. Hiện công an đã làm rõ năm đối tượng có hành vi ăn không được nên đạp đổ. Vậy trước hành vi phá hoại này, năm đối tượng sẽ bị xử lý như thế nào? Với một người nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, điều họ mong mỏi nhất là ngày thu hoạch, sản phẩm thu về tạo ra thu nhập cho gia đình. Thế nhưng ông Phan Văn Tôn, sinh năm 1956 trú tại thôn 2 xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã phải nhìn thành quả 3 tháng trời của mình tiêu tan trong tay năm kẻ phá hoại. Theo nội dung trình báo của ông Tôn, vào sáng mùng 3 tháng 7, ông cùng vợ đang chăm sóc ruộng dưa, chưa có hiện tượng bị phá hoại. Trưa hôm đó, hai vợ chồng về nhà ăn cơm. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Tôn ra vườn kiểm tra phát hiện hai luống dưa đã bị kẻ gian phá hoại. Nhiều quả dưa hấu bị vỡ nát, nằm ra rác khắp vườn. Ước tính thiệt hại khoảng 2,5 tạ dưa. Sau khi tiếp nhận tin báo từ công an xã Diễn Kỷ, công an huyện Diễn Châu tập trung lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Chỉ sau hơn một ngày, đến tối mùng 4 tháng 7, công an huyện Diễn Châu đã điều tra làm rõ 5 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản gồm Chu Văn Cường sinh năm 2002, Chu Minh Nam sinh năm 2004, Nguyễn Trọng Tấn sinh năm 2005, Nguyễn Đức Phong sinh năm 2004 và Lê Trung Huấn sinh năm 2004, cùng trú tại xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận trưa hôm đó nhóm đối tượng từ huyện Quỳnh Lưu chở nhau vào xã Diễn Kỷ đi chơi. Ngang qua vườn dưa ven đường thấy không có người canh giữ bèn rủ nhau xuống hái trộm. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi thì bị người dân đi làm đồng phát hiện, nhắc nhở. Bị phát hiện nên các đối tượng đã lên xe bỏ đi, tuy nhiên bực tức vì bị nhắc nhở. Trưa mùng 3 tháng 7 sau khi đi uống rượu về, các đối tượng quay lại phá hoại ruộng dưa nhằm trả thù. Vậy hành vi phá hoại này, năm đối tượng sẽ bị xử lý như thế nào? Theo luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng, phòng luật sư Tinh Thông Luật, tình trạng người nông dân bị kẻ xấu phá hoại cây trồng nông sản không còn là chuyện hiếm. Mọi hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác đều sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Tùy từng tính chất mức độ của hành vi thì có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Về xử lý vi phạm hành chính, luật sư Bình cho biết theo nghị định số 144 năm 2021 của chính phủ quy định phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Đối với một trong những hành vi trộm cắp tài sản, với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản cá nhân, tổ chức, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Về xử lý hình sự đối với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp được quy định tại điều 178 Bộ luật hình sự 2015 thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Đối với sự việc năm đối tượng có hành vi phá hủy ruộng dưa nhà ông Tôn ở Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An. Luật sư Bình cho biết, đa phần các đối tượng đều trên 16 tuổi, đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự, nên phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình. Bên cạnh đó, để bảo vệ cho quyền và lợi ích của mình khi xâm phạm. Ngay khi phát hiện các vụ việc, người dân cần trình báo ngay sự việc cho cơ quan công an và phối hợp với cơ quan công an để làm rõ sự việc, truy bắt đối tượng hủy hoại, theo thông tin từ cơ quan chức năng địa phương, gia đình ông Tôn rất nghèo, chính vì thế hành vi phá hoại của năm đối tượng đã gây ra thiệt hại không nhỏ cho gia đình ông Tôn. Ngay sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, các mạnh thường quân đã ủng hộ gia đình ông 50 triệu đồng. Theo anh Dũng, một người có mặt tại ruộng dưa nhà ông Phan Văn Tôn cho biết, ông Tôn muốn nhờ anh gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã chung tay giúp đỡ ông bà lúc khó khăn. Vì ông bà không biết chữ nên sẽ nhờ người viết đơn bãi nại xin chính quyền tha cho nhóm thanh niên suy nghĩ bồng bột mà phá ruộng dưa hấu của ông. Anh Dũng chia sẻ thêm, vợ chồng ông Tôn nói, ông nghĩ bố mẹ nhóm thanh niên chắc cũng sẽ đau lòng khi nhìn thấy các con của mình làm những điều không nên làm. Vợ chồng ông Tôn chỉ mong muốn bố mẹ nhóm thanh niên đến nhà nói lời xin lỗi với ông bà. Còn ở đời, ai cũng có lúc mắc sai lầm và hãy cho các thanh niên này có cơ hội sửa sai. Hành động tha thứ cho nhóm thanh niên phá hoại ruộng dưa của ông tôn đã khiến cho nhiều người xúc động bởi chỉ là một người nông dân chân chất lại không biết chữ nhưng trong trường hợp bị phá hoại ông tôn vẫn có thể nghĩ đến những người khác. Tuy vậy hành động của nhóm thanh niên này rất đáng lên án dù ông tôn đã nhờ người làm đơn bãi nại nhưng hy vọng chính quyền địa phương sẽ có biện pháp răng đe để những hành vi tương tự sẽ không xảy ra trong tương lai.